Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ Năm ngày 17 tháng 8 năm 2023, từ Eco Park Vendo, thủ đô Hà Nội, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi xin bàn về câu chuyện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch và là tổng giám đốc công ty tiến bộ quốc tế, viết tắt là AIC. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà sinh năm 1969, năm nay được 54 tuổi Tây, là một câu chuyện đã từng ở trên cao và cũng ở dưới tận bùn đen. Theo TAZ, báo chí Tây Phương cho biết hiện nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang lẩn trốn ở bên Đức. Và bên Bộ Ngoại giao của Đức có ra một thông báo nói rằng Việt Nam đừng có nghĩ là bắt cóc được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và họ nhắc tới câu chuyện của ông Trịnh Xuân Thanh, nói rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không thể nào cùng chung số phận với ông Trịnh Xuân Thanh. Chuyện này như thế nào thưa quý khán thính giả? Như tôi nói hồi nãy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh năm 1969. Bà là một doanh nhân, một tiến sĩ, thông thạo nhiều ngôn ngữ, nói giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nga. Bà là một người con trong gia đình 7 người con của một giáo chức tại Bắc Ninh. Khi lớn lên, bà theo học trường Đại học Ngoại thương, và vào năm 1999, bà là cán bộ phụ trách mảng xuất khẩu lao động tại công ty xây dựng và thương mại Trenaco thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Và sau này, vào năm 2005, công ty Trenaco được cổ phần hóa thì bà là cổ đông có nhiều cổ phần nhất, và bà đã đổi tên trở thành công ty tiến bộ quốc tế là AIC. Từ năm 2005 trở đi, công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đạt được nhiều thành tích, được nhiều huy chương, đến độ có lần đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nhật Bản ở tại Việt Nam là ông Umeda Kunio đã trao tặng huân chương mặt trời mọc cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thưa quý khán thính giả, bà trở thành một doanh nhân giàu có. Năm 2017, bà đã được báo Forbes của Mỹ đánh giá là một trong những người phụ nữ giàu có nhất và ảnh hưởng nhất của Việt Nam. Đó là thời kỳ huy hoàng lên đỉnh của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nhưng sau đó, thưa quý khán thính giả, công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dính líu vào vụ đấu thầu bệnh viện đa khoa ở tại tỉnh Đồng Nai. Mà theo các cơ quan chức năng của Việt Nam, thì công ty của bà đã trúng 12 gói thầu trị giá lên tới khoảng chừng 477 tỷ tiền Việt Nam. Nhưng mà trong đó thì có xác định là 152 tỷ đồng đã gây thiệt hại cho nhà nước Việt Nam. Đó là bên phía của các cơ quan chức năng Việt Nam. Và năm 2022 quyết định truy tố công ty AIC và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra tòa. Khi đánh giá được tình hình có động, thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vào năm 2022 đã trốn đi trước và trốn qua Nhật. Sau đó bà trốn qua bên London của nước Anh, ở cùng chung với người con gái của bà tại nơi này. Và rồi bà trốn sang nước Đức bây giờ. Đó là tin tức của TAZ. Thưa quý khán thính giả, nhưng Việt Nam quyết tâm là đưa bà ra tòa. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2023, tòa xử bà vắng mặt. Tòa xử bà về tội đấu thầu không có đúng quy định, xử 16 năm tù. Và tội đưa hối lộ thì 14 năm tù, tổng cộng là 30 năm tù.
Vậy thì theo pháp luật của Việt Nam, bà là một tội phạm có án đàng hoàng. Án đó được công bố vào ngày 4 tháng 1 năm 2023. Nhưng mà nước Đức lại lên tiếng nói rằng không thể nào mà đưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam như là trong trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh trước đây. Thưa quý khán thính giả, Ban Nội chính Trung ương của Việt Nam ngày hôm qua có họp và quyết định rất rõ ràng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có án là một tội phạm thì bằng mọi giá phải đưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam để mà thi hành án. Bà là một tội phạm, nước Đức hay bất kỳ một quốc gia nào không thể nào tạo tiền lệ để bao che cho bất kỳ một tội phạm nào của Việt Nam cả. Khác với trường hợp của Trịnh Xuân Thanh, lúc ấy Trịnh Xuân Thanh chưa là một tội phạm, thì nước Đức hay bất kỳ một quốc gia nào khác có thể lên tiếng cho rằng họ bị oan. Nhưng mà trong trường hợp của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bà đã có án, quyết định của tòa án, thì nước Đức hay bất kỳ một quốc gia nào mà nói rằng bao che cho tội phạm thì nước đó không xứng đáng có nền văn minh nữa kìa. Vậy là nước Đức muốn bao che cho tội phạm hay sao? Không thể nào nhân danh cái gọi là nhân quyền theo ánh nhìn của đa đảng để mà bao che cho tội phạm tham nhũng, làm trái quy định, không thể chấp nhận được. Nên hôm qua vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, cuộc họp của Ban Nội chính Trung ương bày tỏ quyết tâm của nhà nước Việt Nam, bày tỏ quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhà nước Việt Nam trong việc nhất định phải dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ ở bất kỳ một quốc gia nào để trở về Việt Nam. Có thể đó là nước Đức, nhưng sau này có thể là nước Anh hay là nước Pháp. Nhân quyền của những quốc gia đó thì họ hãy giữ cho những quốc gia đó. Còn nhân quyền của Việt Nam trong thể chế đơn đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa thì họ phải tôn trọng, họ không thể nào xen kẽ vào nội trị chính trị của Việt Nam được. Dầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một doanh nhân thành công, nhưng sự thành công đó của bà trước đây, sau này bà có những vi phạm trái quy định về việc đấu thầu thì bà phải trả giá cho việc đó, và nhất nữa là vấn đề hối lộ. Chẳng lẽ Tây Phương nước Đức và các quốc gia khác dung dưỡng cho hối lộ và tham nhũng à? Việt Nam không thể nào dung dưỡng cho chuyện này. Việt Nam quyết tâm làm sạch chuyện này, quyết tâm đưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một tội phạm, rất rõ ràng như thế nha. Là một tội phạm đã có án 16 năm tù về việc làm sai quy định và 14 năm tù về việc đưa hối lộ để bôi trơn trúng thầu. Việt Nam không chấp nhận chuyện đó. Nước Đức muốn dung dưỡng hối lộ và tham nhũng, đó là chuyện của nước Đức, nhưng đừng có xen vào nội trị của Việt Nam. Đó là tín hiệu mà Việt Nam gửi ra rất rõ ràng. Kỳ này nước Đức sẽ rất lúng túng vì chuyện của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn khác xa với chuyện ông Trịnh Xuân Thanh. Chuyện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một tội phạm có bản án đàng hoàng, còn chuyện ông Trịnh Xuân Thanh khi ấy chưa có bản án khác nhau, không thể nào mà đem so sánh như thế được. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả. Góc nhìn của tôi thì tôi nói rất rõ ràng rồi. Việt Nam có thể chế chính trị riêng của Việt Nam, nhân quyền kiểu của Việt Nam, nhưng không thể nào mà chà đạp lên trên pháp luật của Việt Nam được. Không thể nào mà chấp nhận những tiêu cực như là hối lộ, bôi trơn để trúng thầu, làm sai quy định thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. Bất kỳ một quốc gia nào, giàu có mạnh đến đâu đi nữa, mạnh như nước Mỹ hay là nước Đức, cũng không thể nào mà đòi xen vào nội trị của Việt Nam. Tôi hoàn toàn đồng ý với Ban Nội chính Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không thể nào chấp nhận và dung dưỡng cho các tiêu cực, hối lộ, tham nhũng, bôi trơn, làm sai quy định để rồi làm giàu
trên xương máu của dân tộc Việt Nam thì không thể chấp nhận được. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.